báo quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày mùng 7 tháng 8 năm 2024 của báo quân đội nhân dân tôi là cao nguyên tôi là quỳnh diệp Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgng.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của báo Quân đội Nhân dân. Những nội dung chính có trong bản tin hôm nay. Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình tiếp tư lệnh Hải quân Philippines. Binh chủng pháo binh khai mạc hội thi phân đội kỹ thuật quản lý khai thác trang bị kỹ thuật tốt. Nga triển khai UAV góc nhìn thứ nhất sử dụng AI tới Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan của đội nhân dân Việt Nam, gọi tắt là luật sĩ quan, và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan của đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, thực hiện quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Quốc phòng đã tiến hành xây dựng dự án luật sĩ quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan sẽ được trình Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phạm Văn Giang biểu dương các cơ quan chức năng đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, hoàn thiện bảo đảm đầy đủ hồ sơ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết làm cơ sở xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan. Đại tướng Phạm Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các nghị định, thông tư để thống nhất với việc sửa đổi bổ sung các điều luật. Ngoài nội dung trên, tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Cũng trong sáng nay, tại buổi tiếp Phó Đô đốc Toribio Dulinayan Adasi, Tư lệnh Hải quân Philippines nhân dịp thăm Việt Nam, trung tướng nguyễn trọng bình phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược việt nam philippines trung tướng nguyễn trọng bình nhấn mạnh hợp tác quốc phòng việt nam philippines thời gian qua được hai bên coi trọng đạt nhiều kết quả thực chất trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại hợp tác quân binh chủng đào tạo phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương do asean dẫn dắt ghi nhận đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả thực chất giữa lực lượng hải quân hai nước thời gian qua trung tướng nguyễn trọng bình đề nghị thời gian tới lực lượng hải quân hai nước tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc làm việc ở các cấp các cơ chế giao lưu hợp tác mở rộng hợp tác về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển tăng cường thông tin liên lạc trực tiếp thường xuyên cập nhật tình hình kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển xử lý nhân đạo với các ngư dân vi phạm vùng biển của nhau Phó Đô đốc Toribio Dulinayan Adasi bày tỏ cảm ơn Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam Philippines luôn tạo điều kiện cho hợp tác giữa lực lượng hải quân hai bên. Phó Đô đốc Toribio Dulinayan Adasi đánh giá thời gian qua, lực lượng hải quân hai nước duy trì đà hợp tác hiệu quả, khẳng định hải quân Philippines coi trọng mối quan hệ hợp tác với hải quân nhân dân Việt Nam, nhất là về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Điện Biên hứng chịu ảnh hưởng của 26 đợt thiên tai, hậu quả làm 9 người chết, 4 người mất tích, 12 người bị thương, 1.365 ngôi nhà bị thiệt hại, trên 1.700 hecta đất sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, 351 con trâu, bò và 25,33 hecta thủy sản bị cuốn trôi. Mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục ước tổng thiệt hại từ đầu năm đến ngày mùng 2 tháng 8 khoảng 256,5 tỷ đồng. Với phương châm không để dịch bệnh xảy ra, lực lượng quân y quân khu 2 đã phối hợp với trung tâm y tế huyện Điện Biên tổ chức khám, cấp thuốc cho nhân dân vùng mưa lũ, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ xung quanh các điểm bản và diện tích bị ảnh hưởng có nguy cơ khoảng 20.000 m2. Tại xã Mường Pồn, sau trận lũ quét có 101 hộ tại các bản Mường Pồn 1, 2, bản Lĩnh, Huổi Chan và Hồi Un đang thuộc diện nguy cơ cao cần phải di rời, trong đó có 21 hộ bị trôi, sập nhà hoàn toàn, 81 nhà bị ngập úng, sàn lở, vùi lấp, tỷ lệ thiệt hại từ 30 đến trên 70%. Trước những khó khăn đó, nhiều cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương, lực lượng vũ trang đã và đang hỗ trợ người dân vùng lũ quét về nhà ở. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 2 hỗ trợ 150 nhà dân trong đó Điện Biên 100, Sơn La 50, mỗi một hộ dân là 80 triệu đồng và làm sớm, làm ngay trong cái thời gian này. Và đồng thời Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng đã trực tiếp hỗ trợ là 1.500 kg gạo. Đồng thời báo cáo Bộ Quốc phòng để bảo đảm một số phương tiện trang bị để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất, cấp ủy chính quyền các cấp, các đơn vị chức năng và lực lượng vũ trang tham gia cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực từng giờ, từng ngày khắc phục hậu quả của thiên tai, di rời nhân dân đến nơi an toàn. Người dân vùng lũ Mường Pồn vẫn đang chờ đợi nơi ở mới để sớm an cư, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027, đề án 1371, khảo sát nắm tình hình tại binh đoàn 15. Qua 3 năm thực hiện đề án 1371, binh đoàn 15 đã có nhiều nội dung hình thức phương pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, phù hợp với trình độ nhận thức và tâm lý đối tượng. Các hình thức phổ biến như tổ chức học tập, quán triệt tập trung, tuyên truyền trong họp đầu bờ giờ giải lao của công nhân ngay trên vườn cây tại lán thu mủ họp làng họp đội sản xuất tuyên truyền lồng ghép qua các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng giao lưu văn nghệ hội thi tìm hiểu pháp luật chiếu phim màn ảnh rộng kết hợp tuyên truyền pháp luật tại các bản làng vùng sâu vùng xa các hoạt động sân cầu hóa qua đó tuyên truyền hiệu quả việc chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật nhà nước nội quy quy chế của binh đoàn nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các đối tượng phản động Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục khảo sát nắm tình hình thực tế về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại công ty 715 thuộc binh đoàn 15. Cùng ngày, binh chủng pháo binh khai mạc hội thi phân đội kỹ thuật quản lý khai thác trang bị kỹ thuật tốt năm 2024 hội thi nhằm đánh giá trình độ nhận thức năng lực thực hành khai thác bảo quản bảo dưỡng sửa chữa đồng bộ niêm cất và chuẩn bị trang bị kỹ thuật bảo đảm cho công tác sẵn sàng chiến đấu huấn luyện giáo dục đào tạo của đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật đồng thời đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý khai thác trang bị kỹ thuật của phân đội kỹ thuật tại các đơn vị nhà trường thuộc binh chủng pháo binh tham gia hội thi gồm các phân đội sửa chữa và kho kỹ thuật của các đơn vị nhà trường thuộc binh chủng pháo binh các đội sẽ thi các nội dung như quản lý trang bị kỹ thuật tốt, khai thác trang bị kỹ thuật tốt và thi trách nhiệm phần nhận thức về công tác quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật. Kết quả của hội thi là cơ sở để các đơn vị rút kinh nghiệm, có biện pháp nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế. Bên cạnh đó cũng kịp thời khen thưởng biểu dương, động viên những đơn vị làm tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ. Tại đoàn an điều dưỡng 22 quân chủng hải quân, cục xăng dầu tổng cục hậu cần tổ chức hội nghị sơ kết công tác xăng dầu 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm đến nay, ngành xăng dầu quân đội đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, bảo đảm kịp thời xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác bảo đảm đã tập trung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Đặc biệt, ngành xăng dầu đã điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các văn kiện bảo đảm xăng dầu theo các phương án tác chiến và theo tổ chức biên chế mới khi sắp nhập cơ quan hậu cần kỹ thuật ở các cấp duy trì nghiêm xăng dầu giữ chữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ quốc gia trong bộ quốc phòng phong trào thi đua quản lý sử dụng xăng dầu an toàn tiết kiệm hiệu quả được thực hiện đồng bộ mang lại hiệu quả thiết thực sau tháng cuối năm nhiệm vụ công tác bảo đảm xăng dầu còn rất nặng nề để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao cục trưởng cục xăng dầu xác định Toàn ngành cần tiếp tục bảo đảm tốt xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của quân đội, trọng tâm là các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo và triển lãm quốc phòng quốc tế 2024. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2024 trình bày tại đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 khẳng định phong trào thi đua quyết thắng đã tạo nhiều đột phá và hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng với Ban Thường vụ 15 huyện thị thành ủy toàn tỉnh, trong đó xác định nội dung phối hợp lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh đã được Bộ Quốc phòng, Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắc, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khen thưởng lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắc vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 năm 2020, Ủy ban dân tỉnh tặng cờ thi đua các năm 2019-2020 bằng khen năm 2021, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Bộ huy quân sự tỉnh Đắk Lắc đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân. Tại đại hội, Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắc tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân. Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của trường quân sự quân khu 5 đã được ban giám hiệu nhà trường tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ, đưa phong trào thi đua toàn trường hoạt động đúng hướng, có nền nếp hiệu quả. Qua đó xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, tạo được động lực để cấp ủy chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ học viên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã tập trung đổi mới công tác giáo dục và đào tạo thường xuyên điều chỉnh bổ sung chương trình Phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ chấp hành kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, chức trách nhiệm vụ, chế độ công tác của người chỉ huy và cán bộ chiến sĩ. Nhân dịp này, nhà trường khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.